Này con của cô Hương qua học. Qua đây học không? Học online. Qua đây học. Nhà kế bên học online gì trời? Rồi. Mượn cái muỗng này. Cái gì? Mượn cái muỗng này. Cái chán này được không ta? Chán nó lên ngon chứ có sao. Hôm nay đám giỗ mua 2-3 cái chẽm như này chưng. Tới nữa hả? Tháng mấy đám giỗ? Tháng 10, đúng tháng. Đúng 2 tháng. Mỹ dưới hả? Ừ. Tối sinh nhật con mấy cái tháng 10 dưới, tháng 10 trên. Nó nào đẻ mày tháng 10 dưới chứ tháng 10 trên gì? Tháng 10 dưới là cái tháng 11 trên hả? Và trong giấy để trong giấy để tháng 10 là sao? Để tháng 10 thì ngay tháng 10 thôi. Tháng 10 dương lịch á. Ừ. Chút xíu chọn mấy tương ớt với mấy tương ngon. Bà không thích ăn cái này á. Lâu lâu ăn đậu tây cũng thích. Lâu lâu thì ăn thôi. Lâu tay không thích hết. Không bị giọt ớt. Lâu rồi không ăn tương ớt, tương cà vậy hết trơn. Sao quá không muốn tạo. Làm gì muốn tạo. Ăn ngán luôn, bữa ăn ngán luôn, bún tạo không ngán luôn. Không ngán. Trời ơi. Ừ. Chỉ ăn gà thôi. Gà sẽ không ngán. Cái này nè, người ta ăn xong rồi người ta không có rửa. Mày rửa là nó lên xét rồi tới ăn á, rửa cực lắm mà nó không có sạch nữa. Chứ sao? Ăn rồi là để mở vậy đó. Rồi chừng nào tới mần ăn ha, rửa. Đúng rồi. Tại vì nó đồ kim loại mà. Nó có dầu mỡ, nó không có xét. Nó không xét. Rửa ốp lên là đi liền. Rửa ốp lên chút rồi nó khỏi xét nè. Người ăn xét nó bệnh chết luôn. Chà, rửa xà bông cho giữ. Rồi chiên rồi là để nhẹ.